Vào tuần tới tại Hà Nội, cùng với hội nghị bộ trưởng kinh tế ASEAN lần thứ 19 thì hội nghị thượng đỉnh kinh doanh ASEAN-EU lần thứ 3 cũng sẽ được tổ chức. Đây là một diễn đàn cấp cao để doanh nghiệp và chính phủ các nước ASEAN và EU có thể đối thoại với nhau nhằm thúc đẩy thương mại và đầu tư giữa hai khối. Hôm nay tại Hà Nội đã diễn ra buổi họp báo về sự kiện này. Sự thành công của hội nghị thượng đỉnh kinh doanh lần thứ nhất tại Indonesia năm 2011 và lần thứ hai tại Campuchia năm 2012 đã chỉ ra rằng hội nghị thượng đỉnh kinh doanh ASEAN-EU là cơ hội dành cho các cộng đồng doanh nghiệp của hai khối tiếp xúc và trực tiếp truyền đạt quan điểm, mối quan tâm và mong muốn tới các nhà lãnh đạo kinh tế ở cả hai khu vực. Dự kiến có khoảng 600 nhà hoạch định chính sách cấp cao trong và ngoài nước cùng với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp quốc tế sẽ họp và thảo luận tại sự kiện này. Các lĩnh vực dự kiến được đề cập trong hội nghị sẽ là kinh tế nông nghiệp, ngành công nghiệp ô tô, dịch vụ tài chính, công nghệ thông tin, cơ sở hạ tầng kết nối và dược phẩm. Kết quả của các cuộc thảo luận sẽ được trình bày tới 10 bộ trưởng thương mại ASEAN vào cuối hội nghị, tạo một nền tảng để đưa các khuyến nghị của khu vực tư nhân tới các nhà hoạch định chính sách về các vấn đề khu vực.